Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, quý linh mục của Chúa và tất cả những ai đã đến với chương trình phụng vụ thánh của Trung tâm Mục vụ Đa Minh do các cha Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại phụ trách, và chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa chay thánh năm 2023, cũng rất là đặc biệt, nhưng mà gần hơn nữa là cái sự kiện sắp tới đây là ngày 19 tháng 3 là mừng lễ thánh cả Giuse, và chúng con biết rất nhiều ông, nhiều anh và nhiều cha cũng như đức cha là với bổn mạng là thánh cả Giuse. Thành ra là chúng con muốn dành về phút này để nhắc nhở cho chúng ta về thánh cả Giuse. Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang sống trong năm thánh của thánh Thomas Aquino, như chúng con trình bày 700 năm ngài được phong thánh, 750 năm ngài được Chúa gọi về và 700 năm ngài được sinh vào trần gian này. Nhưng mà cũng đừng quên rằng dịch lại một chút xíu thì hồi năm 2020-2021 đến nguyên một năm tròn như vậy, hầu như là đến cuối năm 2021 chúng ta mới kết thúc năm thánh cả Giuse. Thành ra là nhân dịp là cả hai cái năm thánh đó thì chúng con lồng vào đó để ngày hôm nay trong cái buổi rất là ngắn gọn này, chúng ta học hỏi rất ngắn gọn này, chúng ta sẽ chia sẻ về thánh Thomas nói gì về thánh cả Giuse, và nhất là trong mùa chay và chúng ta chuẩn bị mừng thánh cả Giuse, nhất là không quên là bổn mạng của cha bề trên tu xá của chúng con, chúng là Giuse Đinh Văn Nghị. Vâng, chúng con xin giới thiệu đến tất cả quý cụ bà và anh chị em, cha Giuse Vinh Đinh Văn Nghị. Kính chào cha. Vâng, con cảm ơn cha. Cha đã cho phép để mà có cái buổi chia sẻ về thánh cả Giuse. Dạ vâng. Là quan thầy của con. Nhưng mà nói đúng ra đó thì suốt trong 150 năm qua, dạ vâng, thì qua cái tông thư Quem ad Modum của Đức Thánh Cha Pio thứ 9. Pio thứ 9, dạ vâng. Thì Thánh cả Giuse rất là đặc biệt, đã ngài là quan thầy của toàn thể giáo hội. Đó là ngài tuyên bố đấy, của ông Đức Pio thứ 9. Cảm ơn cha dành cho con hôm nay về nói chuyện về ông Thánh Giuse lại. Dạ vâng. Nhưng mà cũng là cái mà của cha luôn. Dạ vâng. Là bởi vì hôm nay chúng ta sẽ bàn về ông Thánh Tommaso Aquino, quan thầy của cha, nói gì về thánh quan thầy của con. Dạ vâng, đúng rồi. Và hầu như là người ta hay có thói quen là người ta dành thánh Giuse về phần của mình, nhưng mà qua cái sự mà suy luận hay là chiêm niệm hay là viết lách của thánh Thomas Aquino bổn mạng của chúng con thì thánh Giuse không thuộc về riêng ai đâu, không phải là chỉ riêng cho cha bề trên tu xá của chúng ta đâu ạ, đúng không cơ? Riêng về ông Thánh Tommaso thì ta phải nói rõ ràng, dạ ngay vâng, từ đầu luôn, dạ vâng, là đối với ông Thánh Giuse đó, dạ, bởi vì cái tương quan của ngài đặc biệt với Đức Mẹ, dạ, chúng ta sẽ bàn về sau này. Đúng rồi. Và qua Đức Mẹ như vậy có cái tương quan đặc biệt với ngôi hai Thiên Chúa. Đó là cha đó nuôi là của vì vậy chi qua đó mà ngài được làm cha nuôi. Dạ vâng. Đấy. Vậy thì việc mà ông Thánh như ông Thánh Thomas nói rõ ràng như vậy, dạ và vâng, đây là cái điều mà chính Đức Thánh Cha Francisco cũng ấy luôn nhắc luôn khi ngài công bố rằng năm 2021, dạ vâng, là cái năm mừng thánh cả Giuse, gọi vâng, là năm thánh, năm thánh, năm thánh. Thì bắt đầu từ đâu? Ngài bắt đầu từ tháng Giêng năm 2020. Không phải, ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc là ngày 8 tháng 12 2021. Bởi vậy nếu chính vì vậy mà cha bề trên nói là hầu như là nguyên một năm 2021 chúng ta mừng là như vậy. Nhưng mà nó sớm đầu là Đức Mẹ. Đúng rồi, đầu là Đức Mẹ ngày 8 tháng 12. Kết cuối cũng là 8 tháng 12 luôn. Dạ vâng. Do đó chính Thánh Francisco chính Đức Giáo Hoàng Francisco vâng, chọn là chọn ở đó là năm thánh cả Giuse, dạ vâng, mà lại bắt đầu bằng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kết thúc Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội luôn. Bởi vậy nên là thánh Giuse không bao giờ đứng một mình, chúng ta sẽ chết ngắt nếu chúng ta đứng một mình. Thành ra thánh Giuse rất là hay ở cái điểm này. Và cái điều thứ hai ông thánh Giuse, thánh nhân quan thầy của cha nói về ông thánh Giuse đó là phổ quát. Dạ vâng. Ở cái theo nghĩa như thế nào? Dạ vâng. Theo có nghĩa là khi mà chúng ta thường thường cái gọi là cái truyền thống của đạo công giáo chúng ta thì hay cầu nguyện, phải không? Vâng. Khi cầu nguyện với Chúa thì xin qua lời cầu bầu của các thánh. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì do đó là mất trộm đi thánh kiếm trộm, thánh Anthony. Thì ta cầu với Thiên Chúa nhưng mà xin cái qua cái sự chuyển cầu của ông Thánh Anton. Riêng con thì Thánh Martino. Đấy. Con cứ chơi vậy. Ông Thánh Martino đó thì gặp cái sự khó khăn dạ vâng, thường nhật, đau khổ. Từ khi sanh con khó,
bị người ta đi chửi bới cho, bệnh tật nan giải, khó khăn dạy con cái, thì tất cả mọi sự, những cái chuyện khó khăn đặc biệt dạ đó vâng. đó thì chạy đến với Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Martino. Của Thánh Martino. Vâng. Ở kỳ này đó là chúng ta bị COVID. Dạ, COVID. Do đó nhiều người bị stroke. Dạ vâng. Nhiều bị ngất xỉu. Dạ vâng. Đấy vâng. thì con đối cha biết là khi như vậy chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa thì chúng ta xin lời cầu bầu của thánh nào đấy. Hãy thánh đến đấy. Cùng Thánh Giuse. Nhưng mà hồi xưa Thánh Giuse nó hay bị giới hạn bởi là ai gần chết đi xin được ơn chết lành. Ơn chết lành là Thánh cả Giuse. Nhưng mà riêng về vấn đề này đó, người ta đến với ông Thánh Giuse rất nhiều. Yeah. Nhưng mà có ông thánh đặc biệt đó là ông thánh gọi là Andrew, Andrea đó. Dạ vâng. Avellino. Dạ vâng. Ông ấy thuộc về dòng Theatin. Ở đây ở bên Việt Nam mới có đây này. Ồ lạ quá. Ngày gốc người Ý. Đấy, hơn chi bây giờ cái thánh quan thầy đó, bởi vì con lo về chuyên đề hạnh các thánh hàng ngày mà. Do đó thì cái ông thánh này đó là cái feast day, tức là cái ngày mừng ông thánh vào từ mùng 10 tháng 11. Dạ vâng. Do đó thì về riêng người ở bên Mỹ đó là người ta khi ta bị stroke bị giết hay dạ vâng. gia đình có người bị stroke bị cơn nhồi cơ tim đó thì người ta đến với ông thánh này. Dạ. Nhưng mà trở về với ông thánh Giuse như là cha nói đó thì cái chuyên trị của ngài là cho những người sắp sửa qua đời. Dạ vâng. Hấp hối là bởi vì như chúng ta đã nói trong cái dịp mà năm thánh cả đó. Dạ vâng. Là tại sao lại chọn như vậy? Là bởi vì khi ngài chết á, dạ vâng. khi mà ông Thánh Giuse qua đời thì có Đức mẹ ở ngay bên cạnh và có Chúa Giêsu ngay bên cạnh. Đúng rồi. Thì còn gì hơn nữa? Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ông Thánh Tomaso của cha bảo chứ cái chuyện đấy chỉ là một thôi. Dạ. Chuyện ông thánh Giuse, thánh cả Giuse đó là phổ quát. Yeah. Là vì ông ấy dựa vô cái câu của Kinh Thánh bảo rằng hãy đến cùng Giuse. Dạ vâng. Do đó thì ngài bảo rằng đây là cái lời ngài viết này là có nhiều ông thánh mà Thiên Chúa ban cho những cái quyền năng hay là những cái sự cầu bầu tốt đẹp để giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn thiếu thốn. Yeah. Ở trong cuộc sống này. Yeah, vâng. Thì tùy theo gọi là có những từng khía cạnh một. Yeah, vâng. Thì ông Thánh cầu bầu hiệu năng về vấn đề đó. Nhưng đây là ông Thánh Tomaso viết rõ ràng. Nhưng mà quyền thế được ban cho ông Thánh Giuse thì vô giới hạn. Yeah, vâng. Nó quyền thế đó giúp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi nhu cầu chúng ta cần, mọi thời gian và trong mọi sự thì chúng ta cứ việc đến với ông Thánh Giuse với lòng tin tưởng. Dạ vâng. Thì chắc chắn là thành công. Vâng. Đấy là câu nguyên văn của ông Thánh Tomaso khi ông giảng đó. Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, một lần nữa chúng ta đến với một lần nữa hôm nay cha bề trên nhắc đi nhắc lại là chúng ta chạy đến với Chúa, nhưng mà tuy nhiên hôm nay chúng ta lại hãy đến cùng Giuse, tại vì qua Thánh Giuse chúng ta sẽ với một cái lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa thì Thánh Giuse cùng với chúng ta sẽ hóa giải tất cả những khó khăn, những cái thiếu thốn của chúng ta và những cái đau khổ của chúng ta sẽ được nâng đỡ cách này cách khác. Thành ra là hãy đến cùng Giuse các bà và anh chị em nhé. Dạ, đấy là ông đấy là không phải là Thomas Aquino Trần Thiên Ân. Dạ vâng. Nhưng mà đấy chính Thánh Thomas Aquino nhắc nhở như vậy. Dạ vâng. Trong đời sống của người Kitô giáo. Dạ vâng. Muốn sống đời sống nhân đức thì cách hay nhất dạ. đó là nhớ câu hãy đến cùng Giuse. Vâng. Và chúng ta nên chạy đến với thánh cả Giuse trong bất cứ nhu cầu cần thiết nào, trong bất cứ công việc nào ta định làm, trong tất cả mọi sự. Mọi sự ta làm. Vâng. Đấy là bởi vì hễ mà chúng ta đến với Thánh Giuse thì chúng ta có sự trợ giúp của Đức Mẹ. Vâng. Và đặc biệt có sự hiện diện và quyền năng đặc biệt của Đức
của ngôi hai Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta nữa. Đặc biệt là khi đi mua nhà, mua đất, các sơ. Các sơ là các sơ là đáo để lắm nha. Khi đi con có nghe cái thuật mà kể là các sơ khi mà đi mít như sơ chắc là Thánh Teresa hay gì con không biết có đúng không, nó chắc không nên nói. Thì các sơ nhiều khi muốn mua miếng đất đó mà có tiền đâu, thế mà sơ chôn ông Thánh như xe dưới đất. Thực sự ra cái này đó, cái này đó còn là bắt đó. Đầu từ Thánh Teresa Avila. Con nhớ đấy bởi con đấy. Không dám nhưng nói. Nhưng mà nó được phổ thông đặc biệt vì cái ông Thánh, ông thầy Andre ở quê Bách của cha đó. Nhớ cha đi nhớ, con nhớ rồi. Yeah, đền Thánh Giuse. Đền Thánh Giuse đó. Ông ra thổ rồi. Thì vì khi mà ông ấy cần cái đất cho nhà dòng đó. Là ông ấy khấn khẩu với ông Thánh Giuse. Rồi ông ấy đưa tượng Thánh Giuse đến đấy. Do đó thì các đặc biệt bên Canada. Dạ vâng. Là khi ngay cả đấy. Nhà dòng ngay không về nhà dòng chúng con là mà muốn nhà xứ đó. Dạ vâng. Là chúng con muốn mua đất đó. Dạ vâng. Mà nó bán luôn mà kỳ đó mà làm sao mà bên Đức cha Monroe kỳ đó ông là Vicar General. Rồi thì cái kia mà con muốn mua cái đất đó rồi đó, cái bên cạnh đó, để mà dạ cho vâng. Cái chỗ đậu xe đấy. Nhưng mà rồi Đức cha không có chịu. Là nó không mua được. Nhưng mà đúng là hễ chôn xuống dạ, là có ăn á. Đúng rồi. Mà ngay cả cái giáo xứ đầu tiên của con phục vụ là giáo xứ Giuse bên Vancouver. Đấy. Giáo xứ của mình. Dạ vâng. Đây một lần nữa thành ra là ngày không còn lâu nữa đâu. Hôm nay đã là ngày 14 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng kính thánh cả Giuse một cái đặc biệt Chủ nhật này. Nhưng mà giáo hội sẽ dành cái Chủ nhật này chúng ta không được mừng kính thánh Giuse vì Chủ nhật này là Chủ nhật hồng, Chủ nhật thứ tư mùa chay rồi. Thành ra là thay vào đó chúng ta sẽ là thứ hai là chúng ta sẽ tưng bừng mừng lễ thánh cả Giuse đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ vấn đề là khi mà chúng ta bàn về vấn đề ông thánh năm thánh Thomas Aquino. Vâng. Thì ngài nói gì về ông thánh kia? Vâng. Thì dĩ nhiên là hãy ngài đến cùng Thánh Giuse, hãy đến Giuse cho tất cả mọi sự với nhưng mà với ngài là Super Dominican là vâng. Là một cha dòng đa minh. Vâng. Thì luôn luôn ngài bảo rằng tại sao lại như vậy? Đúng rồi. Tại đó. Sao? Bây giờ tại sao câu lại hỏi phải đến là muốn nên mình nên bàn về coi là cái ông Thánh Tomaso này khi mà nói bảo khuyến khích mọi người là trở về luôn luôn đến Thánh Giuse thì ngài cho lý do gì? Vâng. Đấy. Thì đúng cái rồi. Điều mà ngài viết á, thì tóm tắt lại đây là cái lời ngài viết. Yeah. Nhưng mà rồi thì chúng ta sẽ bàn về chi tiết hơn. Bởi vì ngài viết cái này giống như là cái chủ đề vậy. Vâng. Để rồi về ngài còn phát triển qua nhiều. Ngài viết như thế này này. Thánh Giuse thuộc dòng tộc vương giả. Yeah. Đấy. Đấy vâng. Là cái điều nhất. Cái đó rất là quan trọng. Yeah. Bởi vì sau này ngài nói rằng ngài quyền thế lý do là bởi vì Chúa Đức Giêsu Kitô khi mà xuống thế làm người đó thì cần cái điều đó. Dạ vâng. Cần cái việc mà phải dựa hơi ông Thánh Giuse. Dạ vâng. Để mà được kể trong cái dòng dõi là dòng dõi vương giả. Dạ vâng. Đấy điều thứ nhất. Vâng. Đấy là ông Thánh Tomaso viết lại. Con cháu vua David. Đấy là Thánh Giuse thuộc dòng tộc vương giả. Dạ thứ vâng. Nhất. Thứ vâng. Hai là Thánh Giuse kết hôn với người phụ nữ cao cả nhất và thánh thiện nhất trên trần gian. Yeah. Đấy là cái lý do thứ hai là vì Đức Mẹ. Vì ngài kết hôn như vậy thì ngài thì thực sự ra ngài có nói cái câu là người ta nói ở trên đời này bố sao con vậy. Yeah. Nhưng mà ông Thánh còn chơi thêm cho câu vợ sao chồng cũng thế. Vợ sao đấy, chồng vậy. Vì người vợ của mình là người quyền thế vâng. Và lại cao cả nhất như vậy. Đúng thì rồi. Người chồng cũng được hưởng lây. Đúng rồi. Đấy, ông đi kiểu ông Thánh Tomas sao kiểu nói ông có thấy hay không? Của chồng công vợ. Đấy. Của chồng công đấy, vợ. Đấy, đấy. Vâng, là... Cái điều thứ ba mà ngài cũng nhắc đến nữa là chúng ta nên chạy đến ông Thánh Giuse vì ngài quyền thế là bởi vì gì đơn giản thôi. Ngài là cha nuôi hay là dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Yeah. Đấy. Và cái điều thứ tư mà bảo rằng không phải chỉ có danh mà hữu thực và vô thực. Gọi là hữu danh mà vô thực. Yeah. Nhưng mà thực sự ra Thánh Giuse đã âm thầm lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt để hoàn thành trách nhiệm coi sóc gia đình thánh gia. Đấy là những cái lý do mà ông Thánh vậy là Thánh Giuse cũng trong cái đảng lao động đó phải. Sáng nay trong bài giảng của cha bề trên tôi sáng nói là
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 cũng cùng thuộc đảng với cái anh mà khuân vác đảng lao động. Dạ vâng, Thánh Giuse rất là vâng. Nói tóm lại là bốn lý do để chúng ta có thể nói là tại sao chúng ta đến với Thánh cả Giuse, và lát nữa cha sẽ kể thêm, chúng ta khai triển thêm. Nhưng mà thứ nhất là Thánh Giuse xuất thân từ dòng dõi vương giả. À, chúng ta biết cái dòng dõi của chúng ta rất là quan trọng. Người ta hay nói là lấy chồng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, là như vậy. Thành ra là ngài xuất phát từ dòng dõi vương giả, và thứ hai ngài đã kết hôn với lại một cái người phụ nữ cao cả nhất, thánh điện nhất, tức là Đức Trinh Nữ Maria. Và người ta hay nói là đằng sau một người đàn ông thành công là hình bóng của một người phụ nữ, và đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nên Thánh cả Giuse có thành công đó chuyện đương nhiên mà thôi. Rồi thứ ba là ngài là gọi là dưỡng phụ của Chúa Giêsu Kitô, thì Chúa Giêsu là một đấng quyền năng như thế, là đấng cả thể như thế, thì chắc chắn là cái nhà cha nào con nấy, không lẽ là vợ nào con chồng nào vợ nấy, vợ nào chồng nấy. Thành ra là cuối cùng thì chúng ta lại thấy rằng ngài là một người rất là lao động chân chất, và chính vì vậy mà bốn yếu tố đó chắc chắn ngài sẽ không phụ lòng chúng ta khi chúng ta chạy đến với ngài, nhất là trong cái dịp mà chúng ta mừng bổn mạng của quý ông quý anh, và hay là chúng ta mừng bổn mạng cho chính chúng ta. Và ông vâng. Thế cho nên chi về bốn cái đó là vị chính. Cái chính. Nhưng mà Thánh Thomas đó, ông đi vô chi tiết rất là chi tiết rất hay. Vâng. Ông luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta bảo chứ có nhiều người ngay thời đó đã nói vậy. Ui, cha dỗm có danh thôi. Vâng. Không có thật. Ông Thánh Thomas trả lời vậy chứ. Tại sao không có thật? Tại sao không có thật? Dạ vâng. Có thật vì hai lý do này. Lý do thứ nhất là khi Đức Mẹ nói cái điều gì là Đức Mẹ nói là cái điều rất có thật. Dạ vâng. Đó. Và không ai về vấn đề ông Thánh Giuse thì không ai có thật nói thật và nói đúng cho bằng Đức Mẹ. Dạ. Đấy. Thì nghĩa là như thế, áp dụng với trường hợp ông Thánh Giuse như thế nào thì ông Thánh Tomaso của cha nhắc nhở cho mọi người rằng có nhớ rằng cái lúc mà Đức Mẹ phải có ý kiến với Chúa Giêsu không? Ngài nói, Đức Mẹ nói rất ít, đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ luôn luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Dạ vâng. Nhưng mà khi nói chuyện với con thì nói với Chúa Giêsu nói như thế nào? Sao con lại làm thế? Đúng rồi. Con có biết cha con và mẹ đây đúng rất rồi. Đau khổ vì con không? Dạ vâng. Khi mà ngài gọi nói rằng cha con đó rằng thì cái gì còn thực hơn nữa. Dạ vâng. Do đó thì thực sự ra cái quyền thế hay là cái khả năng cầu bầu của ông Thánh Giuse là bởi vì thực sự ngài là dưỡng phụ của con Thiên Chúa thật. Vâng. Đấy. Rồi thì đối với ông Thánh Giuse, ông ấy cũng bàn về vấn đề này nhiều nữa. Ông bảo rằng thực sự đã thì đấy là thuộc về cái điều thứ 4 đó, là ngài đã âm thầm lao động đổ mồ hôi xuân nước mắt đó, nhớ không? Dạ vâng, còn thì ngài mới bàn rằng ở trên đời này thì bậc làm cha làm mẹ thì có 3 điều quan trọng sau đây. Thứ nhất là sinh, thứ hai là dưỡng, thứ ba là dục, nhớ không? Dạ vâng. Đấy, thì bây giờ câu hỏi là sinh đó, thì về vấn đề thể xác thì không. Nhưng mà người mà thực sự sinh ra Đức Giêsu Kitô là Đức Mẹ, Đức Maria. Vâng. Trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Dạ vâng. Nhưng mà ông Thánh trong cái question, trong câu hỏi thứ 29 á, nói về là con nghĩ là phần đầu của cái tập thứ hai đó. Thomas Aquino. Là đấy là câu hỏi thứ 29 thì ngài nói như này này là cái hôn nhân giữa và ông Thánh Giuse và mẹ Maria có phải là hôn nhân thực không? Vấn đề đó mình đã bàn cái năm thánh rồi, đúng không? Vâng. Thì đây là ông Thánh Thomas cha nhớ ông Thánh Thomas trả lời rất giản không? Là khi hôn nhân cái chính á, cái vấn đề mà ăn ở với nhau đó nó là cái consequences. Dạ vâng. Nó là cái hậu quả. Dạ vâng. Cái chính là cái sự kết hợp giữa hai linh hồn. Dạ vâng. Do chính Thiên Chúa kết hợp. Dạ. Do đó, vậy thì khi mà ông Thánh Chúa Thiên Chúa dựng nên ông Thánh Giuse và dựng nên Đức Mẹ thì trong chương trình của ngài thì Thiên Chúa đã cho kết hợp hai linh hồn, dạ vâng, hai tâm hồn để cho cùng chia sẻ với nhau trong một sứ mạng sinh
dưỡng dục ngôi hai Thiên Chúa. Yeah. Vậy thì nó là thật, đúng không? Đúng đấy. Rồi. Cho nên là chi lại là cái xem và ông thánh Giuse của ông thánh Tomaso của cha cũng chơi cũng hơi buồn cười tí. Vâng. Ông bảo chứ ở trong cái ba cái công ơn cha mẹ đó, cái sinh là ít công phu nhất. Đâu trẻ mới ơn, đúng rồi, thầy, người ta bảo sinh nặng đẻ đau, đẻ nhưng đau mà mẹ lắm thôi, đúng không? Còn bố nhiều khi lung tung. Bố đứng đây đấy, uống xét, bia xét về phương diện bố đó, xét phương diện bố okay. Thì là sinh là ít công phu nhất, đúng rồi, đấy, không, đúng không? Dạ, vâng. Đấy là cái kiểu thấy cha Giuse ông thánh Tomaso của cha nhìn như vậy rất thực tế, đúng không? Nhưng dưỡng là khác. Yeah. Dưỡng thì đòi nhiều thời gian, đòi nhiều công sức, không? Yeah. Đó, vì vậy thì cha ở quê mình mới nói rằng công sinh không bằng công dưỡng là yeah. Vậy đó. Yeah. Đấy, rồi thì cái vấn đề dưỡng xong rồi còn phải dục con, giáo dục con nữa, đấy là cái chuyện mà nó quan trọng hơn. Đấy về đấy ông đấy là ông thánh Tomaso của cha nói về vấn đề thực sự là như vậy. Vâng. Ông mới giải quyết cái vấn đề là hôn nhân giữa ông thánh Giuse và Đức Mẹ có thực không, thì ngài nói rằng thật. Vâng. Là vì người ta cứ nghĩ rằng cái là thì thành vợ chồng thật khi mà ăn ở với nhau đấy. Ừ. bằng xác thịt. Nhưng mà ông thánh Tomaso nói rằng với việc ăn ở nó là cái mục đích là sinh sản. Dạ, vâng. Và giáo dục con cái về sau này, nhưng mà cái chính lúc đầu đó là ông là Thiên Chúa nó là người nam và người nữ và cả hai trở nên một. Dạ, vâng. Một linh hồn. Vâng. Một tâm hồn. Vâng. Đó. Dạ, vâng. Rồi vậy thôi. Vâng. Đấy, cho nên hèn chi đấy là ông thánh Tomaso nói như vậy. Vâng. Xin cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, thì chúng ta thấy là nếu có lẽ là một người phụ nữ khi mang thai thì 9 tháng 10 ngày là phải sanh rồi, nhưng mà dưỡng có lẽ là cả một cuộc đời còn lại. Có những người sống 100 tuổi, hay là nhiều khi cái lương tâm hay là cái sự bổn phận trách nhiệm của cha mẹ nhiều khi nó cao cả lắm, đến lúc nhiều khi con cái mà ngay cả con bây giờ 50 mấy tuổi rồi, mẹ con cũng vẫn là giống như là con về La Vang thì con là ngon lành mẹ, hay con về đây con lên chương trình con làm ảo ảo, chứ mà về nhà đó cái sự mà dưỡng mà sự dục của người cha người mẹ bao lâu cha mẹ còn sống vẫn còn cũng vẫn là khắc khoải, vẫn còn lo âu cho con cái của mình lắm, vẫn không biết con của mình có vậy có là ngon chưa, là nó giáo dục với lại dưỡng là cả cuộc đời cả một cái thế hệ. Đúng rồi, xét về ông thánh về sau này giáo hội đó mới khám phá ra ông thánh Giuse để mà đặt làm gọi là quan thể của toàn thể giáo hội đó. Dạ vâng. Thì cái này là trong cái ý ngầm đã có ở nơi ông thánh Giuse rồi. Dạ vâng. Ông thánh Giuse là bởi vì lý do tại sao ông ấy nói rằng bây giờ là khi mà ông thánh Giuse đó ông biểu lộ cái tính chất hay tính cách là hiền phụ của mình. Dạ vâng. Đối với Đức Giêsu, tức là cũng có lý do để mà ông ấy trở thành để mà ông như ông thánh Tomaso nói rằng cái việc mà Đức Mẹ đó mà lấy ông thánh Giuse đó là trước hết vì Chúa Giêsu này. Đúng rồi. Đấy, để cho ngài có nhờ đó mà có được cái dòng con giống của mình kia có này. Một người cha. Vâng. Và thứ hai là để cho con mình đừng để cho ma quỷ nó bảo đấy là con hoang này. Yeah, đúng, đúng rồi. Rồi về Đức Mẹ là bảo vệ Đức Mẹ này, đúng bảo rồi. Vệ thánh danh Đức Mẹ này. Câu và chính... nhất là để cho Đức Mẹ sống với đời đồng trinh của mình trọn vẹn nữa. Đúng rồi. Và đặc biệt hơn nữa là nhờ đó mới được sanh con. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà ông thánh Tomaso cũng nói rằng việc mà ông thánh Giuse kết hợp với con nghĩ lúc nào mà tiện ấy mà dạ vâng. Thì nên đọc thẳng về ông thánh Tomaso, con đọc cái này con thấy thích lắm. Dạ vâng. Là bởi vì ông thánh bảo là cái việc mà ông thánh Giuse kết hôn với Đức Mẹ Maria là cho chúng ta nữa. Dạ vâng. Là cho toàn thể của giáo hội, là nhiệm thể của Đức Giêsu Kitô. Dạ vâng. Nhưng ngày xưa ngài đã coi sóc Đức Giêsu như thế nào thì bây giờ ngài cũng chăm sóc nhiệm thể của ngài như vậy. Nhiệm thể là gì? Là chính giáo hội. Dạ do vâng. Đó thì đặt ông thánh Tomaso ông thánh Giuse là quan thầy toàn thể giáo hội đã đúng cái dạ vâng. Trễ rồi chứ phải ngay từ đầu. Vâng. Đấy, ông thánh Tomaso nói rằng làm tại sao vậy, là bởi vì khi ông thánh Giuse đó mà coi sóc Chúa Giêsu thì coi sóc theo ba khía cạnh. Yeah. Thứ nhất là ông bảo là hảo ý. Yeah. À, là luôn luôn là cái cảm tình bên trong mình lo liệu mọi sự cho con.
và những gì thuộc về con mình. Yeah, đấy là hảo ý. Yeah. Thứ hai là thiện tâm. Là khi có cái tâm như vậy thì không phải chỉ có cái tâm không mà không làm cái gì. Yeah. Nhưng mà Ngài dưỡng nuôi, rồi Ngài chăm sóc, Ngài dạy dỗ làm sao cho con mình nên người. Ngay cả cái việc mà huấn nghệ cho con ấy cũng thuộc về trong cái phần đó. Dạ vâng. Đấy, ông Thánh Tô Ma ông ấy nói chi tiết như vậy. Dạ. Và cái điều thứ ba, cái quan trọng hơn là khi mà, và bởi vì cái quyền năng, quyền thế mà được ban cho ông Thánh Giuse trên trời đó luôn luôn gắn liền với Đức Mẹ. Dạ vâng. Gắn liền với, khi mình tới với Thánh Giuse là luôn có Đức Mẹ, là bởi vì giữa ông Thánh Giuse và Đức Mẹ luôn luôn có sự đồng tâm. Dạ vâng. Để cùng nhau lo cho người con, lo cho sứ mạng người con, lo cho những gì mà người con coi trọng. Thì vâng, còn gì hơn là giáo hội nữa. Thấy không? Vâng, vâng, cha vâng. Chi cái ông thánh Thomas Hoa Sô của cha đó, ông lý luận rất chặt rất chẽ. Rất là chặt chẽ. Vâng. À, và rất là logic. Vâng, vâng. Thì chúng ta thấy rằng, nhờ trở lại nãy là công sinh, công dưỡng. Dĩ nhiên Thánh Cú Xe không có công sinh Chúa Giêsu, nhưng mà công dưỡng, công dục là chắc chắn phải có, vì Thánh Cả Du Xe đã dạy cho Chúa Giêsu làm thợ mộc chẳng hạn như vậy, hay là những cái hướng đạo về skill của mình. Ngay cả khi mà chúng ta nhớ rằng ông Herod đã đuổi bắt để giết hài nhi, thì chính Thánh Cả Du Xe đã có công mà đang đêm như vậy mà đưa cả hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Đấy, đấy là cái công dưỡng đó, phải không cha? Dưỡng đấy, dưỡng săn sóc con đấy, dưỡng để bảo vệ, để cho nó khỏi qua những cái tai, những cái khó khăn này. Chưa kể nhiều khi vì Chúa Giêsu là con người thật mà, nên Ngài cũng có những lúc đau yếu bệnh tật, rồi cũng có những lúc đi chơi bị ngã, bị đau, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Tại vì Kinh Thánh không nói thôi, nhưng mà chúng ta có tưởng tượng ra nó có rất là nhiều, giống như tất cả mọi người chúng ta. Thật ra một lần nữa, hãy đến cùng Thánh Cả Giuse trong tất cả mọi sự. Vâng, tất cả mọi việc, tất cả mọi sự. Thành ra là đó là một cái điều là chúng con muốn nhắc đến, cái việc mà Thánh Tôma Aquino đã nói gì về Thánh Cả Giuse cho chúng ta. Rồi chúng con biết như cha cũng mới nói ba cái quan trọng nữa, không phải Ngài chỉ làm hời hợp cho qua lần Chúa Lễ, đi làm về xong rồi bất cái giỏ cơm ở đó rồi mẹ mày ngày mai chuẩn bị cơm ta, nhưng mà Ngài có cái hảo ý ở trong đó. Đúng rồi. Rồi có cái thiện tâm ở trong đó để mà làm cái điều hảo ý đó. Rồi cuối cùng là đồng tâm, luôn nên đồng tâm với Đức Mẹ. Với Đức Mẹ Maria trong tất cả mọi sự, là thánh gia thất mà, thành ra một cái gia đình thánh rất là cần thiết. Mà ngày nay có lẽ nhiều khi có nhiều gia đình không còn như vậy cha. Không còn. Cha một đường, mẹ một đường, con cái thiếu hẳn cái đồng tâm luôn. Dạ vâng. Yeah. Thiếu cái đồng tâm, thiếu cái thiện tâm. Thì gia đình phải trả giá nặng lắm. Nhiều gia đình khổ lắm cha ơi. Yeah. Rất là nhiều những cái nghi nan, mà có lẽ là để mà hóa giải tất cả những cái trong gia đình của chúng ta, một lần nữa hãy đến cùng Giuse trong tất cả mọi sự. Dạ vâng. Vâng. Đó là cái điều mà chúng ta nhắc nhở nhau trong cái những ngày tháng này, nhất là trong mùa chay nữa. Thì không biết là còn thêm những cái câu hỏi, con nghĩ là Thánh Tôma Aquino đã nói chúng ta rất là rõ rồi, những cái lý luận rất chặt chẽ như vậy, nhưng mà còn có những điều gì này con chắc. Đấy, đúng rồi, ông Thánh Tôma đó thì cái lý luận của Ngài rất là chặt chẽ. Vâng. Nhưng mà lý luận của Ngài không có dựa vô cái đầu. Dạ vâng. Nhưng mà Ngài nhìn theo cái sự thể. Sự thể. Thì ở bình thường như này. Thí dụ như Ngài bảo chứ, nói về tầm quan trọng Thánh Giuse, thì Ngài mới suy nghĩ về chứ, thực sự đã, tại sao mà mình không khám phá ra ông Thánh Giuse quan trọng như thế nào? Dạ vâng. Bởi vì cái tên Giêsu là ý nghĩa là cứu Chúa, đúng không? Dạ vâng. Giêsu A mà phải không? Dạ, là Thiên Chúa cứu con người. Dạ vâng. Thì ông Thánh Tôma hỏi đặt rằng, vậy thì ai đặt tên đó cho Chúa? Dạ. À, đấy, hèn chi theo cái văn hóa Do Thái thời đó, cũng như là văn hóa của mình, chính người cha mới đặt tên cho con. Yeah, yeah. Và người con nhờ vì là như người cha mà có được, một được cái tên. Mang cái họ, được. Mang một cái tên. Yeah, vâng. Đấy, cho nên là chi ông Thánh Tôma Sô, ông khi lý luận của ông ấy rất chặt chẽ, ông nhìn như vậy. Rồi thứ hai nữa là, thì khi mà mình đến với ông Thánh Giuse thì mình phải cũng nhớ cái gì? Nhớ rằng trong Thánh Kinh đó, ở đây thần học gia mà, dạ vâng. Thì Ngài bảo với chứ, nhớ rằng Thánh Kinh bảo rằng Chúa Giêsu khi mà Ngài, sau khi mà tìm thấy Ngài ở trong đền thờ rồi, thì Ngài về thì hằng vâng phục cha mẹ mình. Đúng rồi. Mà ông Thánh Giuse, ông Thánh Tôma Sô của cha nói rằng Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Vâng. Thì ngày xưa Ngài đã vâng phục Thánh Giuse như thế nào,
thì ngày nay trên trời Ngài đâu có đổi đâu. Dạ, do đó ta cứ việc đến cùng Thánh Giuse. Dạ, vâng. Đấy. Rồi thứ ba nữa là nên nhớ như thế này, là cái con người, người mà có thế giá đó thì không phải mình chỉ làm cha rồi lo hay này nọ kia như cha làm cha xứ vậy. Hễ một cái việc mà cha làm cha xứ có giá trị một cách đặc biệt khi mà cha chịu đau khổ. Vâng. Mà nhiều khi có những chịu đau khổ đó là cha cắn răng cha chịu. Vâng. Thì cái lúc đó cái việc mà cái vai trò làm cha xứ hay là cha lo cho cộng đoàn thì cha chịu đau khổ mà cha cắn răng cha chịu. Cái lúc đó nói lên cái tư cách của mình và nói lên cái phẩm chất của mình nhiều lắm. Vâng. Vậy thì như cha có nói đó, cha có nhắc việc mà đang đêm chạy trốn đó, thì ông Thánh Tô-ma ông nói theo kiểu tài nào cũng bảo là này, tại sao không đến đi cùng ông Thánh Giuse, là bởi vì chính đấng này đã chịu đau khổ vì con rất nhiều. Yeah. Con là ai? Đức Giêsu Kitô. Yeah. Do đó cái quyền thế của Ngài là quyền thế đến từ đau khổ. Yeah. Theo đúng như là cái chương trình của Thiên Chúa đã sai con một tới để chịu đau khổ và cứu chuộc con mình. Yeah. Cứu chuộc thế giới này. Yeah. Và ông Thánh Giuse đi theo con đường đó. Nó như vậy đấy. Anh chị con nghĩ là ông đối với ông Thánh Giuse là ông Thánh Tô-ma nói về ông Thánh Giuse đó rất là hay và rất là chính xác. Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta cũng đang nói đến đây rồi, thì bây giờ mình có để thay đổi chương trình cha nhé. Và cuối cùng mà bạn chị em chúng ta sẽ cùng nhau cất cao lên một cái lời ca, một cái bài thánh ca về Thánh cả Giuse với Về Bến Thiên Đàng của Minh Đệ. Chúng con xin mời cha bề trên cũng như tất cả chúng ta cùng Về Bến Thiên Đàng. Thiên Đàng với lại Minh Đệ đã cho chúng ta được một vài giây phút sau khi chúng ta đã bàn thảo về Thánh cả Giuse. Chúng ta có thật ra Thánh Tô-ma Aquino nói rất nhiều hơn nữa, nhưng mà tại vì cảm ơn cha bề trên Tu Sa đã nhân nhượng chúng ta, Ngài không quăng hết cho chúng ta đắm chụp không kịp đâu, nhưng Ngài chỉ cô đọng, Ngài chọn ra một vài cái điểm quan trọng để mà chúng ta nắm bắt, để chúng ta nhớ, vì chúng ta không nhớ hết được. Nhưng mà những cái vừa xong Ngài mới trình bày cho chúng ta đó là cái việc, ngoài cái việc mà ba khía cạnh, khi khán cả Giuse đã chăm sóc Chúa Giêsu, là Ngài chăm sóc Chúa Giêsu với cả một cái hảo ý, hảo tâm của Ngài, với cái thiện tâm và cái đồng tâm với Đức Chính Đức Maria. Chính vì vậy mà chúng ta có được một Chúa Giêsu rất là yêu thương và tha thứ và quyền năng như vậy. Bên cạnh đó thì Ngài cũng nói đến một cái công lao của Thánh cả Giuse nữa, đó là
Thánh cả Giuse có cái công là che chở và gìn giữ Chúa Giêsu và gia đình thánh gia. Rồi bên cạnh đó, nhưng mà Chúa Giêsu cũng hằng vâng phục cha mẹ của mình là Thánh cả Giuse, rất là có cái uy thế của Ngài. Trước sau sau vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục vâng phục cha của Ngài. Nên chúng ta đến với Thánh cả Giuse, chắc chắn Thánh cả Giuse muốn thì Chúa Giêsu cũng sẽ muốn thôi. Rồi thứ nhất, thứ ba là chúng ta thấy rằng cuộc sống Thánh Giuse rất nhiều đau khổ, cho nên ta đau khổ chúng ta chạy đến với Ngài thì Ngài mới đồng cảm với chúng ta. Vâng, đó là một vài điều mà Ngài cha mới nói cho con nhắc lại để cho quý cùng bà và anh chị em dễ nhớ, đúng không? Vâng, con kính mời cha tiếp theo. Vâng, con nghĩ rằng như vậy bởi vì ông Thánh Giuse của chúng ta đó là cái người ít nói. Dạ. Không, nói ít làm nói nhiều. Ít, làm nhiều. Vâng. Đấy, tình thương thì chan chứa. Chan chứa, dạ. Vâng. Đấy, riêng ông Thánh Tomaso về ông Thánh về Thánh Giuse đấy, lại ngạc nhiên cái là khác với các đấng khác. Dạ vâng. Là bởi vì khi ông các cái thần học về mãi về sau này mới có thần học về ông Thánh Giuse nhá. Dạ vâng. Còn ngày xưa không có. Dạ vâng. Thì cái thời ông Thánh Tomaso cũng không có nói về ông Thánh Giuse gọi là riêng. Vâng. Nhưng mà cái đó cũng là công bằng thôi. Dạ vâng. Là bây giờ ngay cái thần học về Thánh Giuse bây giờ đó thì luôn luôn dựa vô Đức Mẹ. Dạ vâng. Đấy, gọi bàn là, nhiều về đấy, Đức Mẹ. Vâng. Là Mariology, yeah. Josephology Mary thì hai Chúa. Người đi liền với nhau. Vâng, vâng. Đấy, thì đấy là con đường mà ông Thánh Giuse đi. Dạ vâng. Và riêng về vấn đề thôi để cho vắn tắt để kết thúc cái buổi ngày hôm nay đó. Dạ vâng. Thì con thấy rằng cái kiểu của ông Thánh Tomaso của cha đó. Dạ vâng. Khi nói với chúng ta rằng luôn luôn nhớ rằng trong bất cứ điều gì, yeah. thì dĩ nhiên chúng ta đến với các thánh khác, yeah, nhưng vâng. mà đừng quên chạy đến với ông Thánh Giuse. Yeah, vâng. Đấy là con đường chắc chắn nhất và con đường tuyệt vời nhất. Yeah, vâng. Là bởi vì ở đâu có ông Thánh Giuse là ở đó có Đức Mẹ. Vâng. Ở đâu có Thánh Giuse và Đức Mẹ, ở đó có. Chắc chắn có Chúa Giêsu. Vâng. Do đó còn đường nào chắc ăn hơn nữa. Và ở đâu có Thánh Cửu Giuse, ở đó rất là bình an. Bình rất an là bình an đó. Tại vì Ngài rất là âm thầm. Âm ngày, thầm. Ngày nay social media quá ồn ào. Rồi yeah. tất cả những gì xung quanh con thấy nó quá ồn ào, thưa cha. Yeah. Thành ra yeah. nếu mà chúng ta muốn kiếm một chỗ nào mà thinh lặng âm thầm, có lẽ nơi đó cũng là Thánh Cửu Giuse nữa. Nên chạy đến Ngài thật là chính đáng. Chính đáng. Đấy, về kết luận ấy, thì con thấy rằng đây là cái lối mà ông Thánh Tomaso ông ấy dạy cho người ta. Tại vì con nghĩ rằng chắc là từ từ đấy, con nghĩ không biết như riêng con học phải không? Thế như sao để ông nói như này này. Cần làm sao với cái lý luận để cho con tim của mình nó được càng ngày nó càng sáng ra. Dạ vâng. Thì ông bảo rằng khi nghĩ về ông Thánh Giuse thì chúng ta nên nghĩ về ba cái điều này. Dạ vâng. Trước hết là ông Thánh Giuse, cuộc đời, cuộc sống và tất cả công trạng của ông ấy là vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Dạ vâng. Đấy. Suy nghĩ về cái đó, chẳng hạn như ông bảo rằng là vì ông Thánh Giuse, có ông Thánh Giuse để cho Chúa Giêsu không bị mang tiếng là con ngoại hơn, tức vâng. là vâng. illegitimate son. Hoặc là thứ hai là để cho Chúa Giêsu có một cái dòng tộc gọi là vương giả. Thứ ba nữa là để khi mà trẻ hài nhi Giêsu sinh ra thì có người chăm sóc. Yeah. Và cái sau cùng là ông Thánh Tomaso nói rằng là để cho Chúa Giêsu là ấu Chúa đó là có người không những là được sinh ra rồi mà còn được dưỡng dục theo đúng chương trình của Thiên Chúa làm gương ở chúng ta. Vâng. Đấy là cái lối chúng ta nên nghĩ về ông Thánh Giuse như vậy. Yeah, yeah. Rồi nếu mà tiếp tục nữa là chúng ta khi nghĩ về ông Thánh Giuse là chúng ta nghĩ về Đức Trinh Nữ Maria. Yeah. Là ông Thánh Giuse có đó, ông Thánh Giuse vất vả đó là chỉ vì Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Yeah. Chẳng hạn như là ông Thánh ông liệt kê ra bảo là vì có ông Thánh Giuse mà để cho Đức Mẹ không bị ném đá chết khi sành còn. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thì không bị mang tiếng như thế nào hết. Đấy. Và đặc biệt là cái thứ ba là bởi vì người mẹ sinh con rồi nuôi con bao giờ cũng vất vả, cần rất nhiều sự giúp đỡ. Thì có ông Thánh Giuse ngày đó. Đúng rồi. Rồi cái điều nữa ông Thánh Tomaso của cha dạy là khi nghĩ về ông Thánh Giuse thì nhớ rằng cuộc đời của ông Thánh Giuse là để cho Chúa Giêsu, để cho Đức Mẹ, nhưng mà cũng để cho chúng ta nữa. Vâng. Đấy. Là bởi vì có ông Thánh Giuse như là người chứng
cho Chúa Giêsu thực cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thực sự sinh ra từ người trinh nữ. Vâng. Đấy. Và chúng ta lại là, chúng ta là nhiệm thể của hội, là chúng ta là hội thánh, là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu, chúng ta là nhiệm thể. Bởi vậy nên khi mà Thánh Giuse, khi chúng ta nghĩ Thánh Giuse, chúng ta cũng nghĩ đến ngay chính bản thân của mỗi người chúng ta nữa. Đấy, đó là, đấy cái, là điều. Cái điều mà ông Thánh Giuse. Vâng, cần cảm ơn cha về trên rất là nhiều. Một lần nữa thời gian lại trôi vun vun đã hết giờ rồi. Kính thưa quý cụ mà và anh chị em, rất tiếc khi phải chia tay với tất cả quý cụ mà và anh chị em, nhưng mà ít nhất con nghĩ trong những giây phút vừa qua, chúng ta cũng, con thấy bản thân của con cũng nhớ lại rất là nhiều những cái hôn nóng lên cái đốt lên trong lòng mình, một cái lòng yêu mến tất cả Giuse rất đặc biệt. Hy vọng là mỗi người chúng ta cũng thế, sau khi chúng ta nghe câu chuyện về đến bài học ngày nay, yêu mến tất cả Giuse hơn và trân trọng ra, nhìn ra cái tầm quan trọng của Ngài, cũng như trân trọng cái sự hiện diện của Ngài trong đời sống của hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, đúng không thưa cha? Vâng thưa cha. Vâng. Và chúng con sẽ được chia tay với cha bề trên, với tất cả quý cụ bà và anh chị em. Chúng con sẽ được hẹn gặp tất cả quý cụ bà và anh chị em vào những chương trình kế tiếp. Vâng, con cảm ơn cha xứ, rồi kính chúc cha xứ trong cái tuần này chuẩn bị mừng đại lễ mở Chúa Nhật thứ tư mở hồng. Vậy. Và đại lễ Thánh Cả Giuse nữa cùng với chúng con, cùng với giáo hội ạ. Dạ vâng, con xin kính chào cha, kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em.